sao Diệt Hương sửa mũi 5 triệu, cao quá trời cao mà tôi sửa mũi 5 triệu thấp tè vậy. Diệt Hương sửa mũi 5 triệu cao, tôi nói cho bà nghe, tôi quên, hôm bữa đó tôi đang ăn sáng mà bây giờ bà hối tôi bóc lộn cục xương trong hủ tiếu, tôi độn vô lỗ mũi bà cho nên nó cao vậy đó. Nhỏ này được cái thiệt á, nó duy trì phong độ nó lắm nha. Không có ai mà em á, là thuộc ngày xưa á, có một cái thí sinh nó gọi là hộ nghèo bền vững, em là dung nhan bền vững nha. Em là theo thời gian, sông có chảy, đá có mòn, cái mặt em vẫn còn trơ trơ nha, dễ thương đó. Cái mặt nó mặt trơ trơ cùng Tuế Nguyệt đó. Mà ai là cái người mà tư vấn phối đồ cho em đẹp quá không? Em có cái óc sáng tạo về phối đồ nó đẳng cấp lắm em ạ. À, anh lên Google anh search ba chữ Lý Nhã Kỳ là nó ra liền anh. Cái thời trang của em là thời trang tích cực, thời trang nhân văn, nhìn vào nó có kèm luôn niềm vui trong đó. Đó, đúng không? Nên cái công đóng góp cho em cho thời trang của thế giới là vô tận nha. Tuyệt vời. Em kỳ lắm Trung ơi. Nó ghê quá, nó ghê. Em là một cái loại mà không phải con người ta. Một cái thứ có thể bỏ vô xong mình bán vé mình xem em được. Em lạ lắm Trung. Chị cưng em quá. Trung ơi, em quay lại rồi. Em chuẩn bị sao? Và sau khi mùa 1 em được cái gì, em mất cái gì? Tâm sự với chị. Và cũng từ sau cuộc thi Thách Thức Danh Hài thì khán giả của em nhiều hơn. Và em đi đến tỉnh nào thì mọi người cũng biết, phát hiện ra và kêu thí sinh của Thách Thức Danh Hài kìa. Có người thì nói nha, em gái của Diệt Hương kìa. Có người thì nói là bạn gái của Trấn Thành kìa. Và cũng nhắc tới đây thì quay trở lại lần này thì em không có tự tin nhiều bằng cái lần trước. Tại vì không biết lần này là anh Thành anh có chiếu cố em không, khi mà em đã chia tay với anh để quen với anh Huy rồi. Ở đâu ra hình ảnh này, ở đâu ra cái tiếng khóc khủng khiếp như vậy? Em lòng tiếng em khóc quá hả? Thấy ghê quá. Em phải người ta con nít quỷ con nít ma gì khóc thấy ghê. Cái tiếng khóc đó là cái tiếng khóc của miền âm nó vọng về. Em hiểu không? Đầu lo chứ. Ủa sao tự nhiên mấy cái mùa một làm hay quá, rồi cái mùa này cái gì cao và hết nửa giờ của người ta, tôi lo quá trời, tôi chết rồi. Sao nó làm vậy? Trời ơi, có mánh hết. Lừa lọc, dễ sợ thiệt. Thoát được vòng 1, bước tên vòng 2 đi chung. Chung, 60 giây vòng 2, bắt đầu. Bác sĩ ơi, cho hỏi thăm ở đây hút mở bụng giá bao nhiêu vậy bác sĩ? Ở đây tôi hút mở bụng giá 30 triệu. Trời, bên kia hút mở bụng có 10 triệu mà ông làm gì tới 30 triệu như vậy? Tôi cũng làm bằng giá thị trường, lấy có 10 triệu rồi 20 triệu kia là tiền treo giải thưởng. Treo giải thưởng là sao? Cô mà may mắn sống sót như mấy bệnh nhân kia thì tôi mới được xài 20 triệu đó. Còn lỡ mà cô đi theo mấy bệnh nhân khác thì tôi lấy 20 triệu đó tôi bồi thường cho ba má cô, chứ tôi có ăn giỏng gì đâu. Bệnh nhân chết nhiều tới mức độ mà bà khách hàng ở đây nè, bà còn nói với tôi thôi đi vô thi Thách Thức Danh Hài đi lấy tiền về mà bồi thường cho bệnh nhân. Diệt Hương nó nhớ không? À, tôi nhắc tới vụ Diệt Hương tôi mới nhớ. Tại sao Diệt Hương sửa mũi 5 triệu? Cao quá trời cao mà tôi sửa mũi 5 triệu thấp tè vậy. Diệt Hương sửa mũi 5 triệu cao, tôi nói cho bà nghe, tôi quên, hôm bữa đó tôi đang ăn sáng mà bây giờ bà hối tôi bóc lộn cục xương trong hủ tiếu, tôi độn vô lỗ mũi bả cho nên nó cao vậy đó. Chúc mừng bạn đã vượt qua vòng. Trời ơi, xương chó đây sao? Trời ơi, tất cả rất là nhiều người tới đây cúng bái phúng viếng, có người đem chôn luôn. Rồi hôm nay cái mặt tôi phẫu thuật bằng xương luôn, trời mà ơi. Mà xí quách. Xí quách, ba cái đầu xương bò, xương heo nấu canh. Em, cái động lực nào, cái đầu óc nào mà em nghĩ được cái chuyện đi ăn hủ tiếu mà để dành cục xương vô làm mũi cho người ta? Khủng khiếp quá.
Bạn làm cho tôi cảm thấy thích thú khi bạn có những cái bất ngờ mà hài kịch lúc nào cũng cần cái yếu tố đó. Thông minh, quá thông minh. Ngày mai bạn ra đường, bạn nên treo trước ngực bạn một cái bảng mà ghi 4 chữ động vật nguy hiểm nha. Tại vì bạn cực kỳ nguy hiểm, ai mà tiếp xúc với bạn không quá 24 tiếng đồng hồ, người đó sẽ trở thành nạn nhân kế tiếp. Chắc chắn là như vậy nha. Dạ, bước vào vòng 3 đi Mai. Rồi, sẵn sàng chị Chung ha? Dạ rồi. Dạ rồi, 60 giây, bắt đầu. Ta sẽ ban cho nàng 100 cây gấm dốc, muôn dạng, muôn lạng vàng rồng, chỉ với một điều kiện nhỏ mọn thôi. Nàng có thể nào nhường Trấn Thành lại cho ta không? Hả? Vậy... vậy là tôi bán chồng tôi sao? Có nhiêu đó cũng quên nữa. Vậy là tôi bán chồng tôi sao? Nếu tôi không bằng lòng. Nếu nàng không bằng lòng thì nàng phải chết. Không, giữa vào sang và cái... giữa vào sang và cái chết, ta nên chọn cái chết để chung thủy với chồng ta. Giữa vào sang và cái chết, ta chọn cái chết để chung thủy với chồng ta. Ta à. Tại sao nàng đi diễn mà nàng không cạo râu? Có đâu, cái này là tác dụng phụ của thuốc ngừa thai. Trời ơi, giờ trả lời trả treo dễ sợ luôn đó. Ta xin tự giới thiệu với nàng, nàng có biết đây là gì không? Chiếc dép Lào. Ngọc Ấn Tỷ Phù, có nhiều đó chắc cũng quên nữa. Làm lại nè, nàng có biết đây là gì không? Ngọc Ấn Tỷ Phù. Chiếc dép con ngu ở đây ai cũng biết chiếc dép. Trời ơi, cái gì mà đánh quá trời đánh vậy. Đã vượt qua vòng 3. Trời ơi, thông minh. Thông minh. Chưa thấy một cái bà nào mà bà xéo xác mà bà ác nghiệt như con mẹ này. Nói cái gì cũng không đúng như mẹ hết. Trời ơi, thông minh quá. Em lật vấn đề rất là tinh tế. Dễ thương, chịu không? Chị thì chị nghĩ là em là có sự biến hóa. Chị nghĩ nếu như mà em mà diễn một cái sân khấu ở ngoài, chỉ cần ai mà vô tình ăn không ở rồi, chỉ cần chọt lên một câu thôi là chết với em. Tôi nghĩ bạn là người nhạy bén trong cái biểu diễn của bạn. Tại vì chưa chắc là bạn này đã nói như vậy. Bạn lật đi rồi bạn trả lại. Nói chung nhờ cái bạn Hùng xuất hiện, đánh quá mà vượt qua được vòng 3 của chúng tôi. Còn tuần nữa không? Làm thêm cái này đi. Làm cái nữa đi. Vòng 4 đi. Rồi, thời gian 60 giây cho vòng 4 bắt đầu. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Alo. Chị ơi, chị cho em hỏi, từ đây tới Tết nhà em có bị cúp điện không vậy chị? Dạ thưa quý khách, nguyên cả thành phố không cúp điện quý khách à. Riêng cúp một mình nhà bà nội. Trời ơi là trời, nghĩ sao 3 giờ rưỡi sáng mà không ngủ đi má. Rảnh nhưng mà rảnh dữ chứ trời. Chị Diệt Hương, chị xúi em. Chị Diệt Hương xúi em á chị. Chị Diệt Hương xúi đó chị. Hết thời gian rồi. Trung ơi, cái ý của bạn rất là thông minh. Có nghĩa là bạn gọi điện thoại cho rất là nhiều. Ai cũng tưởng bạn gọi cho một cái người chồng. Thấy không? Người vợ gọi cho người chồng. Rồi tự nhiên cuối cùng hỏi chuyện lãng nhách. Em có cúp điện không? Bà tổng đài viên chửi cúp đúng cái nhà của bà rảnh quá 3 ngày đêm bà gọi. Nó một cái ý rất là thông minh. Thế tại sao lại bị bóp méo cái tiếng nó đi làm gì, không ai nghe được cái gì hết, uổng quá. Dạ thì hôm nay em đến đây là cũng mục đích là để vui, là chính mà đến để biểu diễn hết mình của mình, với lại đến để cho được gặp lại mọi người, được gặp lại chị Hương với anh Thành, và cũng để cho một số khán giả cũng vừa yêu thích mình cũng được gặp lại Mai trên sân khấu. Thì em không có buồn khi mà không nhận được giải, chỉ muốn nói với mọi người là hôm nay cũng vì cái sự cố mà Mai làm không được tốt lắm, cho nên là bỏ qua cho và xin hẹn gặp lại vào nhiều dịp khác nữa.